dở dang dở dang. Cháu con Tùng chứ đâu biết đâu. Các bạn, mình là MC Tường Thuật ngày hôm nay, mình là MC Nguyễn Quốc Bình. Thôi chút xíu cầm lo nói đi. Đấy, này cho em nói luôn. Bây giờ chúng ta bắt đầu hoạt động, chúng ta chơi một trò chơi nhỏ ha. Rồi, em chơi cái tên là Tôi Bảo Tôi Bảo ha. Giờ thì mình nói gì là các bạn sẽ làm theo cái đó ha. Tôi Bảo Tôi Bảo, mọi người giơ tay lên. Giơ tay kệ, giơ tay lên, giơ lên, giơ lên mọi người ơi. Giơ tay lên. Mọi người vỗ tay. Tôi bảo, mọi người giữ trật tự. Năm 1982, Đảng ta có làm hết lòng giáo giới và nhân dân cả nước. Đó là hàng năm cứ lấy ngày 20 tháng 11 là ngày Nhà giáo Việt Nam. Ngày 20 tháng 11 hàng năm mà nước ta đã trở thành ngày hội của các thầy cô giáo, các nhà quản lý giáo dục, những người đang làm trong công tác giáo dục dạy nghề trên khắp cả nước. Là ngày động quan tâm của các cấp các ngành đến những người làm công tác giáo dục nói chung và các thầy cô giáo nói riêng. Là ngày để các thế hệ học sinh chúng ta thể hiện sự biết ơn sâu sắc đối với công lao dạy dỗ của thầy cô. Trong không khí này, cho phép chúng em, những học sinh thân yêu được gửi lời chúc đến tất cả các thầy giáo, cô giáo, lời chúc sức khỏe và thành đạt. Cùng hòa chung với không khí cả nước, cũng là nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023. Được sự nhất của nhà trường, khối lớp 9 long trọng tổ chức buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 ngày hôm nay. Về dự buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp ngày hôm nay, xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng sự giới thiệu đích diện của cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh, hiệu trưởng nhà trường. Và ngoài ra, đến dự còn có các thầy cô giáo chủ nhiệm và thầy cô dạy bộ môn trong trường cùng toàn thể các bạn học sinh khối 7 và khối 9 là cổ động viên nhiệt tình cho buổi hoạt động ngày hôm nay. Cô ơi, mấy cái bông này nào cài cô? Mấy bông này nào cài? Kính thưa quý thầy cô và các bạn thân mến, dân tộc Việt Nam ta có truyền thống uống nước nhớ nguồn, công sư trọng đạo là những truyền thống quý báu mãi mãi được khắc sâu trong mọi tâm hồn của mọi học sinh. Vì đó là truyền thống quý báu thể hiện sự biết ơn của các em học sinh đối với các thế hệ thầy giáo, những người đã vất vả hy sinh để đem tri thức khoa học, những bài học đạo đức làm người cho các em học sinh thân yêu. Tôi còn biết ơn các thầy cô, những người lái đò thầm lặng nơi chúng em đi qua sông để đến bến bờ tương lai người xem, xin được gửi tặng tới các thầy giáo, cô giáo những bông hoa tươi thắm chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 ngày hôm nay. Ở đây xin mời lớp trưởng của các đội trong trường đến cài hoa lên nhục cho các giáo viên. Xin mời quý thầy cô đứng lên tiến lên về sân khấu để chúng ta tiến hành nghi thức cài hoa. Các bạn ơi, trong trò chơi Tôi Bảo hồi nãy chúng ta đã có cái câu giữ trật tự rồi nè. Có kêu giữ trật tự nè. Rồi, để nó đi như dùm thầy nha. Ở đây đi vòng vòng hoài cũng vậy. Yeah.
phải lấy cái chọn ra một thành viên đi lên sân khấu này. Phải chọn một phải đủ là bác sĩ đi ra này. Nếu lúc nào không có câu trả lời và trả lời sai thì lấy bác sĩ bắt phòng ưu tiên và lấy các chỉ có quyền trả lời phỏng vấn. Nội dung cái câu hỏi này sẽ quay quanh chủ đề về nghề dân Việt Nam này. Về cô, về bạn bè, về mấy người thân yêu. Và các bạn nói đẹp chưa? Nếu các bạn đã sẵn sàng rồi thì thôi, sẵn sàng như thế nào? Yeah.
Đúng rồi mọi người. Đúng thì chắc nhà có tay mọi người.
giờ đã có đáp án chưa? Câu hỏi chậm mất đây trẻ ơi. À, có thấy rồi câu hỏi. Chưa đúng các bạn ơi. Đây là lần quay cuối cùng của số ngày hôm nay.
đi lại mình đang bận á, mình không được đi. Nãy là mình có phải một cái tư và cái kêu tại giờ phải là một em đi phải ngay khi kêu mà tại mấy em một đâu quay. Mọi người 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 ai lên tay đi mọi người. Cái này cũng lên ngoài luôn. Đó không? 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 Rồi, mọi người bắt đầu. Nói luôn nha, con này là thể hát Việt, cho nên mọi người nhớ học hát Việt nha, đọc tiếng Việt là không có dùng. Ông xin chú chưa? Ha ha ha!
một. Khó rồi nha, đây là câu khó nhất trong cái đề này. Đây là một bộ phận của xe đạp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có cả.